một lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ bản thân cũng mới nắm được thông tin về đại biểu Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch trên báo chí. Chiều 26 tháng 8, nguồn tin của Thanh Niên cho biết đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận được báo cáo của đại biểu Phạm Phú Quốc 52 tuổi, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, về việc có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus, SIP. Đồng thời cơ quan này đang lên kế hoạch làm việc với ông Quốc để báo cáo ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước đó, ông Trần Văn Túy, trưởng ban công tác đại biểu, cho biết sau khi cơ quan quản lý hộ chiếu có thông tin chính thức sẽ đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh là đơn vị hiệp thương bầu cử. Sáng cùng ngày, một lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh chia sẻ bản thân cũng mới nắm được thông tin về đại biểu Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch trên báo chí. Hiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận được văn bản đề nghị nêu ý kiến của ban công tác đại biểu. Do đó, sau khi nhận được văn bản đề nghị thì sẽ tổ chức xác minh và có ý kiến phản hồi. Vị này cho biết thêm, hồ sơ của đại biểu sau khi hoàn tất công tác bầu cử được bàn giao cho Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh không được phép giữ bản lưu. Tại thời điểm bầu cử, đại biểu Phạm Phú Quốc có quốc tịch Việt Nam. Nếu giữa chừng có thêm quốc tịch khác thì phải báo cáo ban công tác đại biểu và đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, với trách nhiệm là đảng viên thì ông Quốc phải báo cáo cho tổ chức đảng quản lý. Trước đó, hãng tin Al Jazeera Qatar mới đây đăng một loạt bài viết dẫn từ tài liệu mật thu thập được gọi là The Cyprus Paper, hồ sơ Cyprus, đưa ra danh sách nhiều quan chức nước ngoài có quốc tịch Cộng hòa Cyprus, trong đó có ông Phạm Phú Quốc. Ông Quốc được cho đã có hộ chiếu Cyprus vào tháng 12 năm 2018 cùng vợ,